Ấy, ba hách kim cương cho thần rồng. Ồ, hách này hay là khuyến mại ngon hơn? Thắng giao tranh này, mình cần thua giao tranh cơ. Khế ước quỷ sư yếu xìu các bạn. Khế ước là đánh lấy top 4 chứ không phải là đánh lấy top 1 đâu. Khế ước đánh gì? Chắc là Jerry Aphelios hoặc là Darius. Ba bài đấy thì level 7 đều roll ra được. Được giữ một con thì giữ con gì? Máu ra ho. Ờ, lên cấp vẫn thua là này rồi. Khế ước cộng hách của rồng thần. Ờ, khế ước cộng hách rồng lên được cấp 8 sớm. Mà chỉ có thế thôi, hết vẹo. Ok, nhà này chắc chắn là giết được con sủng quên. Thế là vui rồi. Giết được thêm một con Darius đã là vui, mà chắc là không giết được. Renekton. Xoay. Xoay cái nữa mới được. Này hả? Viewfinder hết rồi á, hết rồi. Clip Viewfinder nó chỉ có Viewfinder chơi có 4 tiếng rưỡi là hết game mà các bạn, nó chỉ có từng đó thôi. Chứ Viewfinder có nhiều đâu các bạn. Eco 100 tiền thì cũng muốn lắm nhưng mà chúng ta vẫn cần giết khoảng 1-2 quân một giao tranh đó. Không giết quân nào một giao tranh nó tệ lắm. À, một đồng mà các bạn so với 3-4 máu đã không bằng rồi. So với 6-7 máu thì càng không bao giờ bằng rồi. Riêng lấy cái quỹ phòng hộ các bạn được 32 vàng để lên cấp là đã ngon rồi. Sau mỗi lượt được thêm, lượt trước mình được thêm 3 đồng lãi, lượt này mình được thêm 4 đồng lãi, thế là đủ rồi. Làm người nên có điểm dừng các bạn, đừng tham lam quá. Lượt này tôi cũng giết được một quân đấy. Trận này top 8 rồi, tôi không nghĩ là xoay kịp. Gặp quả vương miện hắc hóa đấm vào tôi còn một mạng thôi, tôi top 8 rồi. Không có một con Ari nào.
Tôi khoảng 22 máu là ngon. Tôi lưu 2 mạng, nó khác với 1 mạng các bạn. 17 máu là thua rồi. Không biết đi đằng nào trả thua thì rõ ràng các bạn. Chung là khó lắm. Chết luôn ông ta. Bỏ vi với cá sấu, ok, thay bằng cái gì, quen không kích hệ gì, Nasus cũng không kích hệ gì các bạn. Tôi cần tường thịt. Tác dụng của vi với cá sấu chính là làm cái tường thịt thôi đấy các bạn, chứ làm cái gì. Sắp các bạn. Hai đấu sĩ tăng 1.100 máu cho cả team. Chính xác, cảm ơn bạn. Ơn Chúa đã có một người hiểu thấu lòng tôi. Hai đấu sĩ tăng 1.100 máu cho cả team mà các ông cứ chê hai đấu sĩ. Hay nhờ. Không ghép đồ thú tượng có tác dụng gì khi bạn có 5-6 con tanh không? Con Rai đó chặn Darius à? Chặn gì Darius các bạn? Nó chỉ chặn bọn ấy thôi chứ. Chặn gì Darius đâu. Darius nó vẫn bổ mà, tại vì bổ gần mà. Saiyan này. Mua đốt một cái đi cho nó đỡ tốn một ô trong shop. Con gà không có tác dụng à? Azir là Shurima cộng quân sư các bạn hết. Đâu phải mỗi mình bạn có vương miện hắc hóa đâu, tôi cũng có mà. Vương miện đối với tôi không có tác dụng phụ đúng rồi. Vương miện người ta chỉ chọn những lúc thập tử nhất sinh như này thôi, chứ còn bình thường thì chọn làm gì mà. Và nói với tôi là không có tác dụng phụ là không đúng. Ví dụ bình thường tôi thua tôi được top 2 thì có thể thua tôi thành top 3 hoặc top 4 luôn ấy. Nó là không có tác dụng phụ thì không đúng. Tác dụng phụ nó ít hơn người khác thôi. Nhưng anh không thua đúng. Vẫn sợ trả Noxus chứ, sợ chứ các bạn. Sợ vãi lìn chứ không phải sợ đâu các bạn. Katarina nó nhảy ra sau phát Ahri chết luôn chứ gì mà không sợ. Mình chỉ có một carry thôi, chả sợ. Một phút. Cúp. Ahri làm gì mà đứng lên tận trên đấy vậy Ahri? Có nên dùng Belvet không ta? Từ từ mở ra xem là gì đã. Thầy cháy. Ai, không.
không đủ tiền để lên mình không đủ tiền để lên lên Ariba hay cái gì cả, tại vì mình còn nhiều nâng cấp quá. Khá chắc là nếu mà cố gắng lên Ariba là thua, còn nếu mà mình lên Velvet 2 tất cả hai sao là mình chắc chắn top 1 rồi. Đã có trường hợp Ari của tôi bị chết, Ari của tôi bị chết thì những con khác phải carry. Đây, à, nó bịp thôi. Kia chơi Darius 3 thì đúng. Lý do duy nhất tôi chưa bán con Ari là vì thằng kia nó chưa lên Darius 3 đấy các bạn. Thằng kia nó lên Darius 3 rồi là thôi đấy, Ari vĩnh biệt đi chứ gì nữa. Odin là có 6 con, con chỉ có 7 con ý. Sống sống lượt này nhặt thêm một con. Đúng chưa? Sống lượt này nhặt thêm một con. Nếu mà thằng này nó sống được lượt này nhưng mà chắc là chết rồi, tôi nghĩ thế. Lượt này trông nguyên mẹ sàn rồi. Đi. À, đấm 24 mà